Vâng, chào các bạn. Như kế hoạch thì buổi hôm nay chúng ta sẽ có buổi livestream trực tiếp để chia sẻ về kinh nghiệm bán hàng cho Oriflame. Và mục tiêu là hướng đến là làm sao để giúp cho các bạn tư viên mới khi tham gia Oriflame thật nhanh chóng cùng với hệ thống bảo trợ để mình sớm chốt cái doanh số cá nhân, đó là 1-200 điểm PP cá nhân, đúng không ạ? Và bạn nào đã sẵn sàng cho buổi ngày hôm nay ạ? Có thể nhắn sẵn sàng được không ạ? Bác rất là vui ngày hôm nay sẽ được chia sẻ với các bạn. Bởi vì khi đến với Oriflame, cái khả năng chúng ta bán hàng và tạo ra được doanh số, đó chính là cái cơ hội để chúng ta có thể nhận được những khoản thu nhập đầu tiên với Oriflame. Cũng như chúng ta chỉ có thể thành công với Oriflame khi chúng ta giúp cho những tuyến dưới của chúng ta tạo ra doanh số cho Oriflame. Thì đó chính là cái mục tiêu tối thượng mà khi chúng ta là một người bảo trợ trong Oriflame thì chúng ta cần làm tốt cái công việc bán hàng, cũng như cái việc chúng ta giúp cho tuyến dưới của chúng ta có thể bán được hàng với Oriflame. Thì cũng mô tả các bạn một chút, đó là khi chúng ta tham gia Oriflame thì các bạn sẽ được cái người bảo trợ của mình sẽ giới thiệu cái cơ hội Oriflame, giúp bạn tìm hiểu về Oriflame, về giá trị mà Oriflame đem lại, từ những quyền lợi trực tiếp khi chúng ta làm một tư vấn viên, chúng ta được hưởng quyền lợi trực tiếp là 23% so với giá catalog chúng ta có được, cộng với việc cái doanh số cộng dồn để chúng ta thể nhận được những món quà ưu đãi với Oriflame, cũng như nếu chúng ta tích được một doanh số lớn hơn cho Oriflame từ việc chúng ta bán và chúng ta xây dựng đội nhóm, thì chúng ta sẽ có cơ hội được nhận thêm những khoản chiết khấu tháng cũng như những cái chương trình tiền thưởng của Oriflame. Và từ cái việc các bạn cảm nhận thấy rằng Oriflame thực sự là một cơ hội tốt cho chính chúng ta, thì các bạn sẽ thấy rằng là các bạn sẽ quyết định gia nhập cơ hội Oriflame. Và khi các bạn gia nhập Oriflame thì chắc hẳn cái người bảo trợ của bạn sẽ phải làm ngay với các bạn một công việc đầu tiên, đó chính là khởi nghiệp cho các bạn. Khởi nghiệp để làm gì ạ? Để nhằm mục đích giúp các bạn định hình được cái định hướng với Oriflame. Tại sao bạn chọn con đường bán hàng thì bạn sẽ nhận được giá trị gì, và khi bạn xây dựng hệ thống bạn sẽ nhận được giá trị gì, cũng như những cái công việc đầu tiên mà các bạn cùng phải kết nối với bảo trợ để triển khai được công việc gì. Thì sau buổi khởi nghiệp, các bạn sẽ có những cái nhìn tổng quát về cái sứ mệnh, cái tầm nhìn, cũng như cái định hướng để chúng ta có thể bắt đầu với Oriflame. Và các bạn hãy nhớ rằng là cái công việc đầu tiên mà khi các bạn quyết định trở thành tư vấn viên thì các bạn cần phải bắt tay vào làm cùng với bảo trợ mình thật tốt, đó chính là cái công việc bán hàng. Chúng ta phải học cách bán hàng. Để nhằm mục đích là gì ạ? Thứ nhất, để bạn có thể nhìn thấy rằng cái cơ Oriflame nó không khó như bạn nghĩ. Khi bạn bán được hàng thì bạn sẽ cảm thấy rất là tự tin. Và khi bạn bắt đầu nhận được những khoản thu nhập nho nhỏ với Oriflame, cũng như các bạn bắt đầu đạt đến những cái chương trình quà công ty, thì nó sẽ cho chúng ta một sự hưng phấn nhất định để chúng ta có thể quyết tâm hơn để bắt đầu cái hành trình tìm hiểu, học kiến thức về Oriflame. Và khi bạn hiểu về sản phẩm, khi bạn hiểu về giá trị, cái cơ hội, thì các bạn thấy rằng cái hành trình mà các bạn chia sẻ về sản phẩm, cơ hội về sau này thì chắc chắn sẽ dễ dàng và hiệu quả hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Và đó chính là cái lý do mà ngày hôm nay bác muốn chia sẻ các bạn một cái chuyên đề mà bác tin rằng rất nhiều bạn đã tham gia Oriflame và các bạn mới tham gia việc Oriflame, các bạn đều rất quan tâm, đó là làm như thế nào để các bạn có thể bán hàng một cách hiệu quả, một cách tốt nhất và giúp các bạn nhanh chóng hoàn thành cái doanh số cá nhân là 1-200 VP, đúng không ạ? Và trong câu hỏi bạn nào quan tâm đến việc mình sẽ có được những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức từ thực tế bác đã trải nghiệm trong 12 năm qua để các bạn có thể nhanh chóng bán được những cái đơn hàng đầu tiên, sớm hoàn thành 1-200 VP, bạn nào quan tâm điều đó ạ? Chắc hẳn rất nhiều anh chị các bạn trong group của chúng ta sẽ rất quan tâm điều đó, đúng không ạ? Vậy thì bác muốn chia sẻ các bạn một chút như này ạ. Với bản thân bác, cái ngày 19 tháng 9 năm 2005 khi bác tham gia Oriflame,
Thật sự là bác rất là lo lắng. Bác lo lắng bởi vì bác là một nam giới không hiểu nhiều lắm về mỹ phẩm, về làm đẹp, không hay dùng và không biết mình sẽ bán hàng cho ai. Cho nên bác lo là mình sẽ không bán được sản phẩm, không thể tạo được doanh số cho Oriflame. Thật sự đây là cái sự lo lắng lúc mà bác mới tham gia. Nhưng khi bác tham gia và bác bắt đầu tham gia những cái lớp đào tạo của người bảo trợ của của công ty, thì bác bắt đầu dần hiểu về sản phẩm Oriflame, hiểu về công năng sử dụng, cũng như biết sẽ bán cho ai và ai sẽ là người mình sẽ chia sẻ cuốn catalog, chia sẻ sản phẩm. Thì dần dần bác bắt đầu bán được những đơn hàng đầu tiên. Và khi bán đơn hàng đầu tiên thì bác mới nhận ra một thực tế là gì ạ? Cái việc bán hàng thì nó không khó như mình nghĩ. Đôi khi cái rào cản mà khi mình là một người mới, dù là bác hay là các bạn, là nam hay là nữ, là người nhiều tuổi hay ít tuổi, thì chúng ta luôn có những cái sự tự ti nhất định khi đến một cái môi trường mới. Chúng ta lo rằng là mình sẽ không làm được. Nhưng bác muốn các bạn hãy thay đổi suy nghĩ đó. Suy nghĩ ở đây là gì ạ? Đó là việc bán hàng. Cái việc để tạo ra cái doanh số nó không khó như cách mà bác đã từng nghĩ. Cũng như ngày hôm nay, bản thân các bạn và đội nhóm các bạn đang nghĩ, thì đấy là cái điều mà các bạn hãy hãy thực sự tự tin hơn. Tự tin hơn để có thể lắng nghe những cái chia sẻ của bạn ngày hôm nay, tự tin hơn để sau ngày hôm nay sẽ có thể sớm hoàn thành được cái doanh số bán hàng cá nhân, thông qua chia sẻ, thông qua những cái bài đào tạo mà trong chính cái group Mộc Đăng Bán này, thì Bắc cũng đã up rất nhiều những cái kiến thức về kỹ năng bán hàng, về hiểu về cách bán hàng, về sản phẩm và các mẫu đăng bán. Và nhiệm vụ của các bạn chỉ rất đơn giản, đó là học, copy và làm theo. Thì bác tin rằng là cái việc bán hàng của các bạn trở nên dễ dàng hơn. Vậy thì trước khi để nói về việc bán hàng, thì bác muốn các bạn hiểu được rằng là tại sao chúng ta lại bán hàng, tại sao chúng ta phải bán được hàng. Bởi vì bác biết là rất nhiều bạn khi tham gia Oriflame, các bạn có chia sẻ với những người bảo trợ của mình là anh ơi em muốn kiếm thêm thu nhập, anh ơi em muốn học kỹ năng giao tiếp, anh ơi em muốn học kỹ năng thuyết phục, kỹ năng tự tin đứng trước đám đông. Rồi có nhiều bạn thì lại nói rằng là gì ạ? Anh ơi em rất muốn nhận những chương trình quà và ưu đãi của Oriflame. Thì tất cả những cái mong muốn của các bạn là vô cùng chính đáng, vô cùng chính đáng. Vì vậy mà các bạn cần phải xác định rằng là gì ạ? Bán hàng là cách để giúp các bạn rèn luyện cái kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết phục và kỹ năng giải quyết các tình huống. Đương nhiên ở những cái lần đầu tiên thì các bạn sẽ thấy mình chưa thực sự tự tin, cũng như mình vẫn có những cái sự lo lắng, cũng có những cái sự tự ti nhất định. Nhưng nếu như các bạn chịu khó làm hết lần này qua lần khác, thì dần dần cái kỹ năng của các bạn sẽ tốt lên rất là nhiều. Bởi vì các bạn hãy nhớ rằng hát hay là bởi vì hay hát. Bạn chia sẻ càng nhiều, bạn nói chuyện càng nhiều, thì dần dần các bạn sẽ trở nên ứng biến hơn. Cũng giống như ngày hôm nay thì buổi sáng nay thôi, bác rất may mắn được công ty Oriflame trao cho mình cơ hội được cùng với hai đồng nghiệp của bác, đó là bạn Phương và cô Được, có cơ hội được dẫn trang điểm trong một cái đơn vị chuyên về làm về dịch vụ cho khách hàng. Và cái đơn vị đó đang phục vụ chính đó là cho tổng đài Viettel, đó là chăm sóc khách hàng cho mạng Viettel. Thế thì khi bác có nói chuyện với cái bạn quản lý đó, thì bạn nói rằng là gì ạ? Có những bạn đã làm đến 5 năm, 10 năm. Thế thì những cái bạn đó làm lâu và tiếp xúc rất nhiều những cái tình huống mà khách hàng đã gọi đến hỏi và muốn các bạn đi giải đáp. Và thậm chí rất nhiều bạn đã làm 5 năm, 10 năm, thì các bạn chỉ cần nghe câu hỏi thôi thì họ đã biết là vấn đề của khách hàng đang gặp là gì và họ đã biết cách để xử lý. Còn những người mới thì họ chưa tự tin, cũng như họ vẫn cần có được cái sự trợ giúp của bên chuyên viên cũng như là các bạn giám sát để hỗ trợ cho các bạn, ý là trả lời cho
khách hàng như thế nào cho đúng. Thế thì bác mới nhận ra một thực tế rằng là gì ạ? Cái việc khi bạn đến với Oriflame, bạn có tự tin bán hàng hay không, nó cũng cần thời gian. Các bạn hãy nhớ nhé, chúng ta cần thời gian. Cần thời gian để làm gì ạ? Để các bạn học hỏi kiến thức, để các bạn trải nghiệm sản phẩm, để có cái niềm tin vào sản phẩm Oriflame, cũng như các bạn có N là lần giao tiếp, N là lần thất bại, N là lần bị từ chối, để dần dần các bạn học cách lắng nghe, học cách cảm nhận, học cách ứng biến để giao tiếp khách hàng, để thuyết phục khách hàng, để có thể nhận được đơn hàng từ khách hàng. Cho nên các bạn sẽ học được rất là nhiều từ những lời từ chối. Chính vì vậy, bạn nào muốn đến Oriflame để rèn luyện về kỹ năng giao tiếp thì bác có thể chắc chắn với các bạn một điều rằng Oriflame là nơi sẽ giúp các bạn đạt được điều đó. Và cái điều thứ hai mà rất nhiều bạn khi đến Oriflame, mọi người có chia sẻ là gì ạ? Anh ơi, khi đến Oriflame em rất muốn kiếm được tiền này. Và với Oriflame đó là make money today, đó là kiếm tiền ngày hôm nay ạ. Nghĩa là như nào ạ? Nghĩa là các bạn sẽ kiếm được những khoản thu nhập ban đầu với Oriflame thông qua việc bán hàng, bằng việc các bạn sử dụng những cái cuốn catalog như này ạ. Đây là catalog Oriflame ạ. Các bạn chia sẻ tới những khách hàng của mình, hoặc các bạn sử dụng những hình ảnh catalog online mà công ty đã up cho chúng ta trên hệ thống, để chúng ta thể gửi qua cho mối quan hệ mình thông qua Facebook, thông qua Zalo, vân vân, bằng rất nhiều cách khác nhau thì các bạn thể gửi. Vậy thì khi các bạn gửi những thông tin đó thì đương nhiên là những cái mối quan hệ xung quanh các bạn, họ sẽ có cái sự quan tâm, họ sẽ có nhu cầu và họ sẽ nhờ bạn order. Thì khi đó bạn sẽ có được những khoản thu nhập tức thì vào Oriflame. Và cái điều thú vị với Oriflame là gì ạ? Đó là bạn không cần phải đợi đến hết tháng ạ. Khi bạn bán được những sản phẩm trong cuốn catalog này ạ, thì bạn sẽ được nhận ngay cái khoản lợi nhuận tức thì, đó là 23% sau cuốn catalog này. Cứ 1 triệu thì bạn được hưởng 230.000. Có nghĩa là bạn thu từ khách hàng theo giá catalog này ạ. Sau đó bạn về Oriflame, bạn trả cho Oriflame theo giá tư ứng viên, thì cái khoản chênh lệch giữa giá khách hàng và giá tư ứng viên thì đó chính là cái khoản lợi nhuận tức thì mà các bạn được nhận từ Oriflame. Và theo kinh nghiệm của bác đã làm trong 12 năm qua, bác thấy rất nhiều bạn đã kiếm được những khoản thu nhập không hề tệ từ việc bán lẻ với Oriflame. Và đấy là điều vô cùng tuyệt vời. Và bạn nào đang có cái mong muốn như vậy thì các bạn đừng bỏ qua cái cơ hội bán hàng để có thể có được khoản thu nhập. Rồi có những bạn đến Oriflame thì các bạn lại mong muốn là mình sẽ có thể xây dựng cho mình một cái phong cách cá nhân. Có nghĩa là gì ạ? Các bạn dần tự tin hơn, các bạn làm việc chuyên nghiệp hơn, cũng như các bạn có cơ hội khẳng định giá trị bản thân mình. Thì ở Oriflame là một môi trường bạn sẽ được gặp rất nhiều con người, với rất nhiều ngành nghề, với rất nhiều tính cách, với rất nhiều phong cách. Và đó cũng chính là cơ hội để các bạn có được cái sự so sánh, các bạn có cái sự nhìn nhận để nâng tầm bản thân mình. Và bác thường chia sẻ với anh em trong đội nhóm của mình là gì ạ? Thông thường một năm các bạn làm Oriflame thì phải bằng từ 2 đến 3 năm các bạn sống ở ngoài đời. Rất đơn giản, bởi vì sao ạ? Bởi vì Oriflame là một cái môi trường mà bạn có thể tiếp cận một cái trường mối quan hệ vô cùng rộng lớn. Và chính cái điều đó nó giúp các bạn trưởng thành hơn rất là nhiều. Và đó cũng chính là lý do mà bác khuyến khích các bạn khi tham gia Oriflame. Các bạn đừng ngại việc bán hàng. Các bạn hãy coi việc bán hàng là một công việc vô cùng quan trọng của tư nhân viên. Nếu bạn nào làm Oriflame mà không tự tin về bán hàng thì các bạn hãy nghỉ đi. Đấy là lời khuyên của bác. Bởi vì nếu bạn không thể bán được hàng, bạn không thể tự tin học kỹ năng bán hàng, thì hãy quên cái việc bạn dạy cho tuyến dưới của mình cách bán hàng, cách xử lý tình huống khi đi bán hàng. Cho nên mọi thứ nó phải xuất phát từ bản thân mình, rồi mới đi đến tuyến dưới của mình, đi đến hệ thống của mình. Cho nên bán hàng là một phong cách, bán hàng là mấu chốt, là chìa khóa của sự thành công bền vững của Oriflame. Cho nên cái đẳng cấp mà khi bạn đến Oriflame,
đó là bác sẽ định hướng và chỉ dẫn cho các bạn cách bán hàng bằng đẳng cấp. Đẳng cấp nghĩa là như nào? Đẳng cấp nghĩa là bác sẽ chỉ dẫn cho các bạn hiểu về sản phẩm, tự tin về sản phẩm, và khi đi tư vấn dựa trên những nhu cầu khách hàng để chúng ta tư vấn. Bác không khuyến khích các bạn bán hàng dựa trên một cái bán hàng là mũ ủng hộ, nghĩa là chị ơi, anh ơi, em mới làm kinh doanh Oriflame, em mới làm kinh doanh online, anh chị mua ủng hộ em. Thật sự nếu đi từ trái tim bác không khuyến khích các bạn bán hàng như vậy. Bởi vì đấy chính là một cách mà chúng ta đang hạ thấp bản thân mình vô cùng lớn. Để một lần thứ hai bạn gặp lại họ là một điều vô cùng khó. Chính vì vậy, bác không khuyến khích các bạn bán hàng theo cách đó. Bác hướng đến đó là chúng ta bán hàng dựa trên đẳng cấp, dựa trên phong cách, dựa trên lắm bắt những nhu cầu của khách hàng. Để chúng ta có thể đặt lời ngỏ, chúng ta chia sẻ, chúng ta gợi mở và tạo ra những cái chuỗi sự kiện do đội nhóm cũng như công ty tổ chức, để cho khách hàng của chúng ta có thể đến, tham dự, trải nghiệm, nảy sinh nhu cầu và chúng ta tư vấn cho mọi người. Và khi các bạn làm được như vậy thì bác tin rằng cái niềm tin, cái tầm của các bạn sẽ được đẩy lên rất là cao. Thì đó chính là cái mà bác muốn các bạn phải hiểu rằng khi bạn đi bán hàng, bạn sẽ nhận được rất nhiều giá trị mà từ công việc bán hàng đem lại cho các bạn. Và để bán hàng hiệu quả thì bác muốn chia sẻ các bạn về một số cái yếu tố ạ. Cái điều kiện cần để bán hàng hiệu quả, chúng ta cần cái gì ạ? Thế thì cái cần đầu tiên mà bác muốn các bạn cần phải có, đó là các bạn cần phải có kiến thức về sản phẩm Oriflame. Và đấy là lý do mà khi bạn tham gia Oriflame thì bác cùng với các bảo trợ các bạn có đưa các bạn vào group tổng quan sản phẩm, rồi trang huấn luyện trực tuyến của công ty, cũng như group 2 về kho tàng kiến thức về sản phẩm của đội nhóm. Và nhiệm vụ của các bạn là gì ạ? Đó là hãy đọc và xem những kiến thức mà trong các group đó có. Và nhiệm vụ của bạn là lấy giấy bút ra, ghi chép lại. Hãy biến nó trở thành kiến thức của mình. Ví dụ như ngày hôm nay các bạn thấy rằng là bác chạy rất nhiều các sự kiện để làm đẹp. Bác đứng trên rất nhiều diễn đàn để chia sẻ về kinh nghiệm, hiểu biết về sản phẩm, về cách bán hàng. Mà cách đây 12 năm bác không hề có điều đó. Và những điều đó nó được, có được ở trong bác. Đó là do sự học hỏi, do sự rèn luyện, trải nghiệm, sự va chạm trong quá trình thực tế làm việc, bác học hỏi từ mọi người mà có. Cho nên các bạn hãy nhớ rằng các bạn chịu khó tích lũy hàng ngày thì nó sẽ tạo ra cái giá trị về lượng bên trong các bạn. Và khi bản thân các bạn thực sự hiểu về sản phẩm thì các bạn sẽ cảm thấy rằng mình cực kỳ tự tin để có thể đi chia sẻ khách hàng. Thì đấy là cái điều kiện cần đầu tiên mà lời khuyên của bác đến đây. Nếu bạn nào thực sự lười học thì xin chia buồn các bạn, Oriflame không phải là nơi dành cho các bạn. Hoặc những cái sức thành công của các bạn nó chỉ mang tính ngắn hạn, nó mang tính hên xui thôi ạ. May mắn thì bạn bán được đơn hàng, và không may mắn bạn sẽ gặp những lời từ chối. Và cái người đầu tiên sợ hãi là chính các bạn, chứ không phải là khách hàng. Chính vì vậy mà bác khuyên các bạn hãy học, học, học và học. Bởi vì bây giờ các bạn rất là thuận lợi. Các bạn thấy rằng các bạn có được các cái lớp huấn luyện trực tuyến của công ty, rồi các lớp chuyên đề của công ty, đặc biệt là chúng ta đang sử dụng những công cụ trực tuyến như này để chúng ta có thể livestream, chúng ta có thể chia sẻ với nhau rất là dễ dàng. Chỉ là các bạn có muốn hay không được. Và các bạn hãy nhớ nhé, khi thực sự bạn muốn học, người thầy sẽ xuất hiện. Còn khi bạn không thực sự muốn học, bạn sẽ không bao giờ học. Đó là sự thật. Các bạn sẽ đi tìm gì ạ? Đi tìm lý do. Lý do để nói rằng tôi không học bởi vì tôi bận quá, rồi bởi vì nó dài quá, bởi vì nó nhiều quá, vân 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 vân. Những điều đó để chứng minh một điều đấy, đó là bạn rất là lười. Và thành công thì không dành cho người lười các bạn. Cái điều kiện cần thứ hai đó là các bạn cần có niềm tin vào sản phẩm bạn đang kinh doanh. Bác rất thích một câu nói, chúng ta thường làm những cái gì chúng ta tin và thực sự tin những cái gì chúng ta đã trải qua.
chúng ta phải tự tin để khẳng định với khách hàng. Vì vậy, khi đi bán hàng, nếu như các bạn muốn khách hàng có tin bạn hay không, thì cái người cần phải khẳng định với khách hàng là chính chúng ta. Ví dụ khách hàng hỏi các bạn là: em ơi, khi chị sử dụng bộ dưỡng này, sau một vài tháng thì liệu da chị có ổn hơn không? Da chị có đẹp hơn không? Và nếu như mà bạn chưa tin, bạn chưa từng trải nghiệm một sản phẩm gì của Oriflame, bạn trả lời như nào? Em không biết, đúng không? Hay là bạn không trả lời? Nhưng nếu là bạn là những bạn đã có niềm tin, đã có kiến thức, cái kinh nghiệm về sản phẩm, thì bạn có thể tự tin để khẳng định hàng rằng: chị dùng và dùng đúng như em tư vấn, nếu như không thực sự hiệu quả em trả lại tiền cho chị. Đó là điều bác khẳng định với em. Và bác khẳng định bởi vì bác hiểu cái giá trị của sản phẩm nó đem lại, cũng như cái hiệu quả của sản phẩm nó đem đến với khách hàng. Và chính bản thân bác cũng như gia đình bác đang sử dụng rất nhiều sản phẩm Oriflame, từ dầu gội, sữa tắm, kem đánh răng, đồ dưỡng da, nước hoa, thực phẩm bổ sung, vân vân và vân vân, rất nhiều sản phẩm. Vì vậy, bác tự tin để khẳng định các bạn rằng là gì ạ? Cái hiệu quả của sản phẩm Oriflame là có thật. Cho nên bác tự tin để khẳng định với khách hàng mà bác đã tiếp cận. Vì vậy, nếu như các bạn có được tình yêu về sản phẩm bằng sự trải nghiệm của bản thân, của bạn bè, của gia đình, thì chắc chắn các bạn sẽ tự tin để chia sẻ với mọi người. Và khi nào các bạn đi chia sẻ sản phẩm mà các bạn cảm thấy tự hào về sản phẩm mình đang kinh doanh, và các bạn cảm thấy đam mê khi nói chuyện mọi người về sản phẩm, thì xin chúc mừng các bạn, bạn sẽ bán hàng thành công. Nhưng khi bạn vẫn còn cảm thấy tự ti, cảm thấy lo lắng và không biết liệu sản phẩm có tốt thật không, nhỡ dùng có vấn đề gì không, vân 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 vân, thì lời khuyên của bác: hãy dừng lại, hãy xây dựng lại niềm tin. Bởi vì bác không khuyên các bạn bán hàng cho xong, hãy bán một lần để rồi không gặp lại. Bởi vì làm như vậy thì các bạn không bao giờ thành công trong nghề sale được. Đấy là sự thật. Chính vì vậy, các bạn hãy trải nghiệm. Lời khuyên của bác là các bạn dùng cái gì cũng được. Một bánh xà bông, một chai dầu gội, một chai sữa tắm, một lọ nước hoa, một tuýp kem nền, một cây son, vân vân và vân vân. Cái gì cũng được. Không quan trọng là đắt tiền hay rẻ tiền. Nhưng chính mỗi chúng ta phải là người trải nghiệm. Trải nghiệm để có niềm tin vào Oriflame, niềm tin vào cái nhãn hàng của chúng ta đang kinh doanh. Và khi chúng ta làm điều đó, chúng ta dám khẳng định với khách hàng, thì theo các bạn, khách hàng có đồng ý các bạn không ạ? Khách hàng có được thuyết phục bởi các bạn không ạ? Chắc chắn là có, đúng không ạ? Bác lấy một ví dụ. Khi bác đi ra chợ, bác mua một món đồ, và khi bác hỏi cái người bán hàng đó là: chị ơi, liệu cái sản phẩm này, cái mớ rau này hay thịt này có tươi không? Chị có bán đắt cho em không? Lúc người bán hàng có rất là tự tin, họ trả lời bác là gì? Em có đi cả cái chợ này, không có ai bán rẻ như chị. Các bạn có đủ bản lĩnh để đi cả chợ để hỏi không ạ? Hay bạn mua? Chắc chắn bạn sẽ mua. Bạn mua bởi vì sự tự tin của họ. Còn nó là thật hay không thì chỉ có họ mới hiểu. Và khi về chúng ta trải nghiệm thì chúng ta mới biết nó là ngon thật hay không, hay tốt thật hay không. Vì vậy, khi bản thân các bạn đi bán hàng vậy, đương nhiên là khách hàng sẽ có những cái sự hoài nghi, khách hàng sẽ có những cái sự lo lắng, cái sự phản hồi nhất định mang tính hoài nghi và tiêu cực. Và nhiệm vụ của các bạn đó là lắng nghe, đón nhận và phản hồi. Và sự tự tin của bạn sẽ quyết định sự thuyết phục của bạn với khách hàng. Chính vì vậy, bạn nào đi bán hàng với một cái sự tự tin thì điều chắc chắn bác khẳng định các bạn rằng là gì? Các bạn sẽ bán hàng thành công. Các bạn tin điều đó không ạ? Ai tin ạ? Ai tin nói có không ạ? Vì bác rất là muốn là trong quá trình mà bác đang chia sẻ các bạn mà chúng ta có được cái sự tương tác thì cũng là điều rất là vui với bác. Bởi vì bác là một người chia sẻ thì nó cũng rất cần những cái feeling, rất cần những cái
cái cảm hứng từ anh em chia sẻ ngược trở lại. Nhưng bác tin rằng là chắc chắn mọi người sẽ cảm thấy rất là vui và cực kỳ tự tin khi chúng ta dám khẳng định khách hàng, và hiệu quả từ đó sẽ vô cùng cao, đúng không ạ? Thì đó chính là cái điều kiện cần thứ hai mà chúng ta cần phải có. Thứ nhất đó là chúng ta cần có kiến thức. Thứ hai chúng ta cần phải có niềm tin. Và cái thứ ba là chúng ta cần lập danh sách người quen. Các bạn hãy ví cái việc các bạn lập cái danh sách khách hàng nó cũng giống như khi nhà các bạn có cỗ ấy ạ. Thì trước đó 1, 2, 3 tuần thì thông thường thì nhà bạn sẽ phải làm gì ạ? Sẽ phải liệt kê, đúng không ạ? Liệt kê xem danh sách là họ hàng bên nội, bên ngoại, bạn bè, anh chị em, họ hàng, hàng xóm, bạn bè, mời ai. Để chúng ta lên kế hoạch đi mời và quyết định xem chúng ta sẽ làm bao nhiêu mâm cỗ, đúng không? Vậy thì khi các bạn bán hàng con phim vậy ạ. Nếu như bạn muốn biết bán hàng cho ai thì việc đầu tiên bạn cần phải làm đó là ai là người bạn sẽ tiếp cận. Vì vậy bác khuyên các bạn hãy dành thời gian lấy sổ bút ra, hãy liệt kê những mối quan hệ bạn cấp 1, cấp 2, cấp 3, bạn đại học, bạn xã hội. Đó thì các bạn sẽ thấy rằng là gì ạ? Các bạn sẽ thấy một cái thực tế là gì ạ? Đó là chúng ta sẽ biết rằng ai là mối quan hệ của mình. Và khi các bạn liệt kê được cái danh sách quan hệ đó thì các bạn bắt đầu lên một cái kế hoạch tiếp cận. Và bác vẫn nhắc lại các bạn cái công thức 3B mà hôm trước trong chuyên đề group tuyển dụng thì bác cũng đã chia sẻ mọi người về cái khái niệm 3B đó. Đó là bạn, bàn và bán. Có nghĩa là trước khi bạn muốn bán cho một ai đó thì các bạn hãy làm tốt cho bác chữ B đầu tiên, đó là hãy là bạn của họ đã. Thì các bạn hãy dành thời gian lên Facebook, Zalo hay là nhắn tin gặp gỡ để nói chuyện, hỏi thăm, hỏi han về cuộc sống, về công việc hiện tại của bạn bè mình như thế nào. Để nắm bắt về cái cuộc sống của họ, rồi bằng quan sát, bằng nói chuyện, bạn đánh giá xem là cái thói quen sử dụng mỹ phẩm họ như thế nào. Họ có hay trang điểm hay không, họ có dùng nước hoa hay không, rồi họ hay mua những sản phẩm cho gia đình ở đâu. Có nghĩa là các bạn có thể đặt ra những cái câu hỏi rất là đơn giản là nhà cậu hay dùng dầu gội gì, rồi bạn đang dùng sữa tắm của hãng nào, rồi bạn có hay trang điểm hay không, bạn có sử dụng sản phẩm dưỡng da hay không. Có nghĩa là bằng những câu hỏi gợi mở để bạn nắm bắt xem là cái thói quen, cái nhu cầu tầm tiền họ hay sử dụng là như thế nào. Để từ đó bạn biết rằng bản thân họ có phải là một khách hàng tiềm năng với bạn hay không. Và sau đó thì bạn hãy nói chuyện với họ để tìm hiểu xem là cái xu hướng họ hay mua sắm, họ quan tâm về giá cả, họ quan tâm về chất lượng, về nguồn gốc xuất xứ, hay họ không quan tâm về điều đó. Và nếu họ quan tâm về điều đó thì dần dần các bạn sẽ hướng sang Oriflame. Bằng cái việc rất đơn giản là mình cũng trước đây thì cũng hay ra Big C, ra Metro để mua dầu gội, kem đánh răng, sữa tắm về gia đình. Nhưng mà từ cái thời điểm mà mình biết đến cái thương hiệu mỹ phẩm của Oriflame của Thụy Điển thì mình đã lựa chọn các cái sản phẩm cho gia đình của hãng đó. Bởi vì mình thấy là thứ nhất đó là sản phẩm thì có nguồn gốc rõ ràng, có nơi xuất xứ và khi mua hàng thì có hóa đơn đàng hoàng. Cái thứ hai đó là bên mình lại có chương trình làm cái thẻ tiêu dùng ưu đãi. Thì thay vì mình phải mua với giá khách hàng thì mình lại mua được với giá gốc với công ty, giá xỉ với công ty. Mình lại vừa tiết kiệm được một khoản tiền. Cũng như khi sử dụng sản phẩm nhập khẩu thì mình thấy thứ nhất là nó rất là tốt. Bởi vì thực ra hàng ngoại nó luôn có một cái hệ tiêu chuẩn rất là tốt. Cộng với cái lượng sử dụng thì lại không quá tốn. Vì vậy có thể nhìn thoáng qua hay mới cảm quan thì mình nghĩ là nó rất là mắc. Nhưng khi mình sử dụng rồi thì mình thấy nó lại rất là tiết kiệm, mà lại an toàn cho sức khỏe, cho bản thân mình, cho gia đình mình. Và như vậy là mình quyết định lựa chọn sản phẩm đó. Đó. Thì đương nhiên là khi bạn có những cái câu chuyện chia sẻ thực từ bản thân các bạn với những mối quan hệ của bạn thì đương nhiên họ sẽ làm sao? Họ sẽ tò mò. Họ sẽ hỏi là ô, thế Oriflame là cái gì? Và từ đó bạn bắt đầu có cái sự kết nối và chia sẻ. Và bạn bắt đầu gửi catalog hay là chia sẻ về những sản phẩm mà họ đang quan tâm.
và chia sẻ với họ về những mức giá mà họ đang có cơ hội được được mua. Thì Bắc tin rằng là cái việc họ sẽ lựa chọn cái sản phẩm của bạn là điều rất là cao. Ví dụ như ngày hôm nay, sáng nay khi Bắc đi làm chương trình dạy trang điểm cho đơn vị đó, thế thì sau khi các bạn được lên trang điểm mẫu rồi được dùng thử, mọi người cảm thấy rất là ưng ý và bắt đầu cũng có những cái đơn đặt hàng mua sản phẩm, mua sản phẩm. Thế thì Bác có chia sẻ với các bạn ấy rằng là ngày hôm nay các bạn không chỉ được học, các bạn không chỉ được trải nghiệm, mà ngày hôm nay Bác chỉ cho bạn biết cách mua và sử dụng một cái nhãn hàng một cách thông minh nhất. Đó là bạn có thể trở thành một khách hàng của Oriflame, một người tiêu dùng ưu đãi của Oriflame bằng việc rất đơn giản. Đó là bạn có thể trở thành tư nhân của Oriflame, được mua giá gốc công ty. Bác không ngại gợi mở cho mọi người những cái cơ hội tốt nhất cho mọi người, để mọi người có thể trở thành những khách hàng thường xuyên thân thiết với Bác và với các bạn. Và Bác thấy rằng mọi người rất là welcome, rất là vui vẻ, đồng ý với cái việc là sẽ sớm trở thành tư viên để nhận đơn đặt hàng, mua sản phẩm của Oriflame và sử dụng, đón nhận tiện ích từ Oriflame. Thì nếu như các bạn làm tốt cái khâu bàn để rồi nắm bắt cái nhu cầu mong muốn của mọi người, để rồi mình bán, đúng không ạ? Thì Bác cam kết các bạn rằng hiệu quả của việc bán hàng của các bạn là 99%. Chắc chắn nó là hiệu quả. Đó. Và đương nhiên nó vẫn có những cái xác suất từ chối nhất định, hay là đôi khi họ chưa sẵn sàng. Có nhiều nguyên nhân lắm ạ. Có rất nhiều khách hàng của Bác khi họ mua, họ chưa sẵn sàng mua bởi vì họ chưa lĩnh lương, họ chưa hết sản phẩm đang dùng ở nhà, rồi họ chưa thực sự sẵn sàng. Và Bác hoàn toàn thoải mái. Bác có nói với khách hàng rằng là chị cứ dùng hết đi ạ, bạn dùng hết đi ạ. Khi nào mà bạn cảm thấy sẵn sàng và ok thì có thể liên hệ, bên mình sẽ giúp bạn đặt hàng. Và khi chúng ta chia sẻ được như vậy thì Bác nghĩ rằng khách hàng cảm thấy vô cùng thoải mái và sẵn sàng quyết định khi có nhu cầu sẽ liên hệ lại chúng ta. Hoặc bằng sự kết nối Face, chúng ta có những cái sự inbox, có những cái việc đăng những cái sản phẩm ưu đãi. Và đúng thời điểm mọi người có nhu cầu thì Bác cam kết với mọi người sẽ alo cho bạn và mong muốn tham gia cùng với bạn hay nhờ bạn order hàng cho họ. Đó. Cho nên nếu bạn làm tốt cái việc kiến thức, niềm tin vào sản phẩm, lập danh sách khách hàng một cách hiệu quả và hãy xây dựng một thói quen làm ấm mối quan hệ hàng ngày. Làm ấm nghĩa là như nào ạ? Đó là hàng ngày các bạn phải có một thói quen, đó là kết nối bằng việc có thể là inbox qua tin nhắn, inbox qua điện thoại, cũng như qua Facebook, qua Zalo. Để chúng ta làm gì ạ? Để chúng ta có thể kết nối mọi người. Và khi các bạn kết nối mọi người hàng ngày thì dần mọi người sẽ quan tâm các bạn. Mọi người sẽ cùng các bạn có những cái sự kết nối, và khi họ quan tâm họ sẽ hỏi bạn. Và khi họ hỏi bạn thì sao? Thì bạn sẽ trả lời. Và khi bạn trả lời, bạn chia sẻ thì chắc chắn mọi người sẽ lắng nghe. Và khi mọi người lắng nghe, mọi người cảm thấy hợp lý, mọi người cảm thấy phù hợp thì chắc chắn các bạn sẽ bán được hàng. Vì vậy mà Bác khuyên các bạn hãy thực sự nghiêm túc cho cái việc làm một mối quan hệ hàng ngày. Khi các bạn cảm thấy rằng mình hết mối quan hệ để bán, hay bạn không biết bán cho ai, thì vấn đề nó chỉ nằm ở một khâu mà các bạn đang lỗi. Đó là bạn cạn nguồn mối quan hệ, hoặc bạn chưa lập mối quan hệ một cách nghiêm túc. Và các bạn hãy quay trở lại với công việc đó, thì chắc chắn chỉ sau 3 ngày, 5 ngày, 1 tuần sau thì công việc bán hàng các bạn trở lên vô cùng đơn giản. Và khi các bạn có được những điều kiện cần đó thì các bạn sẽ đi đến một cái điều kiện đủ ở đây là gì? Đó là các bạn hãy ngồi lại với người bảo trợ của mình để cùng xây dựng một kế hoạch hành động. Hành động, hành động,
hành động và hành động. Nghĩa là như thế nào ạ? Nghĩa là chúng ta sẽ cùng nhau lên kế hoạch là sẽ gửi catalog cho ai, hãy gửi catalog online qua ai, hoặc khi bạn có một khách hàng quan tâm về chăm sóc da, về trang điểm thì tư vấn cho mọi người cái gì? À, có thể là kinh nghiệm các bạn chưa thực sự tốt thì các bạn đừng ngại alo vào cho bảo trợ của mình, nhờ bảo trợ của mình chỉ cho mình cách tư vấn cho bạn này, hay nhờ bảo trợ của mình làm sao ạ? Alo cho khách hàng của mình giúp mình tư vấn, thì chắc chắn rằng với cái cách mà bạn biết cách sử dụng cái kiến thức, cái sự tự tin, cái sự hiểu biết của bảo trợ của bạn cộng với niềm tin của mối quan hệ của bạn với bạn, thì cái hiệu quả của việc bán hàng của bạn sẽ vô cùng cao. Bởi vì bác có rất nhiều các anh chị, các bạn tư vấn viên, mọi người ở xa bác, mọi người có rất nhiều những mối quan hệ quan tâm đến việc trải nghiệm sản phẩm, nhưng mọi người không đủ tự tin để chia sẻ với khách hàng của mình. Thì bác có bật mí cho mọi người một cái cách rất đơn giản, đó là gì ạ? Đó là hãy lập ra danh sách, hãy gợi mở, và nếu mọi người quan tâm thì có thể inbox cho bác, hoặc cho bác số điện thoại, hoặc đưa bác điện thoại, bác sẽ nói chuyện để giúp cho họ cái cách để tư vấn lựa chọn sản phẩm cho khách hàng của họ. Và thường cái tỷ lệ thành công sẽ là 60-70%. Bởi vì khi họ thực sự quan tâm mà họ được gặp cái người có kinh nghiệm, hay nói đúng hơn là được gặp một chuyên gia, thì chắc chắn cái niềm tin của họ sẽ cao rất là nhiều. Và sự thuyết phục của những người bảo trợ các bạn sẽ sao? Sẽ tốt hơn rất nhiều cái việc mà bạn là một người mới tư vấn cho bạn mình. Thì đấy là cái điều mà bác cũng muốn, là cái kế hoạch hành động nó sẽ bắt tay ở việc đó là gì ạ? Các bạn phải có sự kết nối chặt chẽ với bảo trợ, để đăng cái gì, gửi cái gì, tư vấn cái gì và tư vấn như thế nào, thì hãy kết nối chặt chẽ với người bảo trợ của mình, để giúp mình có thể là tự tin bán hàng một cách hiệu quả hơn, đúng không ạ? Và bác cũng muốn bật mí các bạn một số các ý tưởng bán hàng mà bác tin rằng là nếu như bạn nào thử áp dụng thôi trong vòng 1 tháng một số phương pháp này, thì bác tin rằng cứ mỗi 1 tháng trôi qua, các bạn sẽ xây dựng cho mình được một nền tảng khách hàng thường xuyên, để những cái tháng kế tiếp về sau này công việc của bạn không phải đi bán hàng nữa, mà sẽ có những khách hàng họ tự nảy sinh nhu cầu, họ kết nối với bạn, họ nhờ bạn order và bạn có đơn đặt hàng và đảm bảo doanh số cá nhân. Ví dụ như một số cách như này ạ. Cách đầu tiên mà bác nghĩ là các bạn có thể lựa chọn đó là gì ạ? Đó là các bạn hãy quan sát ngôi nhà mình, xem tất cả những cái nhu cầu mỹ phẩm cần sử dụng trong gia đình bạn đang dùng hãng nào, từ dầu gội, kem đánh răng, sữa tắm, xà bông tắm, đồ trang điểm, nước hoa, vân vân và vân vân. Các bạn hãy xem lại tất cả. Và những cái gì của bạn sắp hết, bạn có thể thay đổi thói quen từ việc mua của một hãng khác, thì bạn hãy chọn Oriflame. Thì bác tin rằng đấy cũng là cái cách đầu tiên mà các bạn nên làm để tạo doanh số cá nhân. Bởi vì nếu như bản thân chúng ta không thuyết phục được mình và người thân của mình, thì các bạn hãy nhớ một điều rằng bạn không bao giờ có thể thuyết phục được một người lạ, bởi vì bạn không thể đánh lừa bản thân mà. Cho nên là hãy là khách hàng trung thành của chính mình ạ. Và các bạn nào đang dùng sản phẩm Oriflame ạ? Bạn nào có trả lời có xem ạ, để bác biết ạ. Bạn nào đang dùng sản phẩm Oriflame ạ? Chắc chắn đúng không ạ? Chắc chắn sẽ có những bạn đang dùng và dùng rất nhiều sản phẩm Oriflame. Và các bạn dùng không phải vì công ty yêu cầu bạn phải dùng hay bảo trợ yêu cầu bạn phải dùng, mà bởi vì sau khi dùng các bạn thấy nó quá tuyệt vời. Ví dụ như hiện nay nhà bác là dùng tất cả những sản phẩm là từ Oriflame. Đó, đúng từ hơn là từ đầu đến chân đang sử dụng sản phẩm Oriflame. Và bác cảm thấy vô cùng tuyệt vời. Phải rất cảm ơn Oriflame, nó là đem đến cho bác và gia đình bác những sản phẩm rất là tuyệt vời, rất là an toàn. Và đặc biệt mình lại được sử dụng với một cái giá hết sức phải chăng. Thì đấy là cái cách đầu tiên mà bác khuyến khích các bạn có thể làm giống như bác. Cách thứ hai mà các bạn có thể
lựa chọn, đó là các bạn tìm ra 10 đến 15 người bạn và mình hãy inbox với họ từ đầu tháng là này, tháng này cậu có nhu cầu tặng quà sinh nhật, ngày lễ, ngày Tết ai cái gì không? Bởi vì có rất nhiều người bạn của mình họ đều có những nhu cầu phải tặng quà nhân ngày này ngày kia, thì mình hãy chia sẻ rõ ràng là mình đang làm cho một cái trung tâm tặng quà và bên mình có hàng nghìn sản phẩm để có thể làm quà về tất cả mọi nhu cầu, từ đồ chăm sóc cá nhân, từ đồ trang điểm, từ đồ nước hoa cho đến dưỡng da. Đấy, cậu có nhu cầu tặng quà ai với bao nhiêu tiền thì mình sẽ tư vấn cho bạn một món quà phù hợp và thậm chí là gói quà miễn phí luôn. Đó, các bạn có thể là trích một phần trong lợi nhuận tức thì để mình có thể là gói quà cho bạn mình, giúp họ chọn. Và khi bạn làm như vậy thì bác tin rằng trung bình một tháng bạn sẽ có được 5-7 món quà. Đặc biệt những cái tháng như tháng này có mùng 8 tháng 3 đúng không ạ? Thì bạn thấy rằng cái tỷ lệ mọi người tặng quà nhiều không ạ? Nhiều rất là nhiều. Vậy thì các bạn có thể tận dụng những cái ngày lễ lớn trong năm để có thể là tận dụng để liên hệ với những mối quan hệ của mình. Để nếu như mọi người có nhu cầu tặng quà thì mình có thể giúp mọi người order. Và đấy cũng là một cái cách để bản thân Bắc cũng như các bạn để tạo ra một cái gì ạ? Một cái doanh số. Một cái điều thú vị lắm các bạn ạ. Khi các bạn chọn quà cho bạn mình thì có một điều thú vị là không bao giờ hết hàng. Các bạn công nhận bác điều đấy không ạ? Vì tại sao ạ? Bạn sẽ chọn cái gì sao ạ? Công ty con. Đúng ạ? Vừa phù hợp tâm tiền này, vừa phù hợp nhu cầu này. Và các bạn sẽ chọn được những món quà nghỉ. Và đặc biệt là khi các bạn tặng quà cho bạn mình thì nhớ xin số điện thoại của bạn mình. Bạn ơi, cho mình số điện thoại của bạn bạn. Để khi bạn ấy nhận được món quà, bạn báo mình. Để sau đó mình có thể thay mặt từ công ty gọi cho bạn bạn. Để có thể chỉ dẫn cho mọi người cách sử dụng, làm sao cho hiệu quả nhất. Vậy thì có nghĩa từ một mối quan hệ không hề quen biết, mà thông qua bạn của bạn, bạn lại có thêm một mối quan hệ. Và đấy vẫn là khách hàng của bạn đúng không ạ? Chắc chắn. Bởi vì họ đang có cơ hội được sử dụng sản phẩm Oriflame. Và các bạn sẽ có thêm một khách hàng. Và đừng ngại tặng cho họ một cuốn catalog của Oriflame vào đó, hoặc nếu tiện thì gói vào gói quà và điền thông tin điện thoại của bạn trên đó. Bởi vì đấy chính là cái cách khôn ngoan để các bạn có thêm những cái nguồn khách hàng bằng cái mối quan hệ của mối quan hệ của mình. Đôi khi bạn của bạn có thể không tiềm năng với bạn, nhưng họ lại có thể đem đến cho bạn một mối quan hệ, một khách hàng cực kỳ tiềm năng chỉ thông qua một nhu cầu nho nhỏ, đó là tặng quà. Đó, cho nên bạn nào chưa từng thử cách này, trong thời gian tới bác tin các bạn ấy, hãy tự thử nhé. Thử đi ạ. Hãy chọn lọc ra 15, 20, 30 người bạn, tùy các bạn, tùy theo tầm mối quan hệ các bạn, độ rộng về mối quan hệ của bạn. Các bạn có thể lựa chọn. Thì bác tin rằng là cái việc để tạo ra doanh số cá nhân 1 đến 200 PP các bạn cũng vô cùng đơn giản lắm. Và cách tiếp theo mà các bạn cũng có thể lựa chọn, đó là các bạn hãy dành cho bác một vài ngày, các bạn đi khảo sát xung quanh nơi bạn ở, xung quanh cơ quan bạn làm, xung quanh quê của bạn có bao nhiêu cái tiệm cắt tóc gội đầu về thời trang làm đẹp. Các bạn lốt lại hết cái thông tin của họ. Để làm gì? Để bạn tìm xem rằng họ quen ai mà mối quan hệ của mình ai quen họ. Ưu tiên thông qua những mối quan hệ để mình ra làm quen. Chị ơi, thông qua bác E thì em biết đến chị. Thì hôm nay em rất là muốn là qua chị để giới thiệu chị tìm hiểu về một cái nhận diện, một cái nhãn hàng về mỹ phẩm của Thụy Điển. Mà em thấy là chị làm về cắt tóc, về gội đầu thì hàng ngày chị có cái lượng khách hàng qua lại rất là nhiều. Mà em thấy hầu hết mọi người đều rất là quan tâm đến làm đẹp, mà họ lại rất là tin tưởng chị. Thì đấy là một cơ hội rất tốt để chị có thể là bán hàng, để chị có thêm thu nhập, cũng như là chị có cơ hội được sử dụng những sản phẩm chất lượng cao cho bản thân sau này và cho gia đình, cũng như cho khách hàng của chị, và tạo sự tin cậy với khách hàng. Thì không biết là chị đã nghe về cái sản phẩm Oriflame này trước đây chưa? Nhưng các bạn cứ mạnh dạn ra để giới thiệu về bạn,
giới thiệu về cái cơ hội bạn đang có và hỏi họ để xem cái mức độ quan tâm, mức độ nhận biết của họ đến đâu rồi. À, đương nhiên nó sẽ có những phản hồi tích cực và phản hồi tiêu cực, đúng không ạ? À, có những người họ rất là welcome để họ chào đón, họ đón nhận cái chia sẻ của bạn. Và đương nhiên cũng có những mối quan hệ làm sao họ không đồng tình, không sao cả. Các bạn đừng mất thời gian với những người từ chối, với những người không sẵn sàng. Các bạn hãy dành thời gian cho những người đồng ý. Các bạn hãy cứ nhớ cho các bạn cái câu chuyện này, cái ví dụ này. Khi các bạn nhìn sang ngón bên trái thì ngón trái rõ và ngón phải mờ. Và khi bạn nhìn sang ngón bên phải thì ngón phải rõ và ngón trái mờ. Vì vậy, khi bạn chia sẻ cũng vậy. Bạn tập trung suy nghĩ bạn vậy. Nếu bạn tập trung vào những mối quan hệ đồng ý, mối quan hệ tích cực, thì các bạn sẽ nhận điều tích cực. Còn những mối quan hệ không đồng ý, không quan tâm, bạn bỏ qua. Các bạn cứ hiểu rất đơn giản, giống như việc họ không phù hợp, họ không quan tâm, đó là chuyện bình thường. Mục tiêu của chúng ta là có thể bạn có được 10, 20 cái tiệm cắt tóc gội đầu đi. Bạn không kỳ vọng rằng là cả 10 cái quán đó sẽ đồng ý với bạn. Bạn chỉ cần 1 cho đến 2 điểm thôi. Họ đồng tình, họ trở thành khách hàng của bạn, họ trở thành tư viên của bạn, thì cái việc bán hàng của bạn là vô cùng đơn giản. Không những là bạn bán được 200 VP mà bạn bán được nhiều trăm VP hơn nữa. Đúng không ạ? Các bạn thử nhé. Các bạn hãy thử và sau đó phản hồi lại cho bác sau những buổi livestream sau này về cái việc áp dụng những điều đó, nó có thực sự tốt như thế không ạ? Và khi đi chia sẻ đó, các bạn hãy nhớ nhé, đừng quên mang theo những cuốn catalog như này. Các bạn có thể liên hệ với bảo trợ để có thể đặt mua catalog ở công ty. Và lời khuyên của bác là mỗi một tháng bạn nên đầu tư khoảng tối thiểu 7-10 cuốn catalog này. Ngoài việc các bạn sử dụng catalog online rồi, hình ảnh online, các bạn hãy đầu tư cho mình 7-10 cuốn này với giá là 6.500 đồng một cuốn với pack 20 hoặc là 39.000 5 cuốn để bạn có thể gửi qua hàng bưu điện. Thì bạn có thể là lấy cái code của catalog để đánh theo đơn hàng của mình, để hàng tháng mình luôn luôn có những lượng catalog cần thiết để có thể tiếp cận khách hàng. Và khi bạn có những cuốn catalog này và khi đi tiếp cận những tiệm cắt tóc gội đầu đó, thì lời khuyên của bác là gì ạ? Các bạn có thể mang theo gì ạ? Đây ạ, những sản phẩm đúng không ạ? Đây là sản phẩm mà nhà bác đang dùng ạ. Để chia sẻ các bạn là nhiều lắm ạ. Tender Care, kem dưỡng ngày đêm của dòng Ecolagen, Nova Ecolagen đúng không ạ? Rồi trà xanh. Rồi đây là sản phẩm gì ạ? Kem chống nắng đúng không ạ? Rồi đây là sản phẩm gì ạ? Dưỡng tóc đúng không ạ? Rồi trong nhà tắm của bác còn có kem đánh răng, dầu gội, rồi sữa tắm, xà bông, vân vân, rất nhiều sản phẩm. Thế thì các bạn nên mang theo những sản phẩm dễ sử dụng. Kinh nghiệm của bác là các bạn nên mang theo những sản phẩm ví dụ như son này, phấn này, kem dưỡng này, rồi nước hoa này, những thứ mà dễ sử dụng mang theo để cho những cái mối quan hệ mà khi chúng ta tiếp cận, để mọi người có thể làm sao, có thể trải nghiệm thử, để nếu như mọi người cảm thấy phù hợp, tốt, thì mọi người có thể cộng tham các bạn. Không gì bằng thực và thật các bạn ạ. Sự thật thì sẽ không có một cách nào để ngụy biện cả. Cho nên sự trải nghiệm là cách chân thật nhất mà các bạn lên khẳng định với khách hàng. Và đó cũng chính là lý do tại sao tôi khuyên các bạn phải dùng. Bởi vì nếu bạn không dùng thì bạn không thể tự tin nói khách hàng. Và nếu bạn không dùng thì bạn cũng không thể có cái gì để mang theo để đi gặp những mối quan hệ xung quanh mình. Bởi vì đôi khi họ hỏi bạn một câu rất là vô tư thôi ạ. Ồ thế em có dùng không? Và nếu bạn không dùng thì bạn bảo sao ạ? Chắc chắn là bạn sẽ không dám trả lời. Nhưng nếu bạn dùng thì sao? Có, em đang dùng sản phẩm này. Vào đây, em phải mang theo chị một sản phẩm em đang dùng đấy. Chị cảm nhận thử xem. Đó, thì đấy cũng chính là một cái cách để giúp các bạn bán hàng một cách đơn giản hơn. Đó, thì các bạn có thể áp dụng cái cách đó. Thì bác tin rằng là xung quanh cái nơi bạn ở và làm việc, bác tin là không dưới 10-15 quán về làm đẹp, về cắt tóc, về gội đầu mà các bạn đừng nghe tiếp cận họ. Các bạn hãy nhớ rằng họ là mỏ vàng của bạn, họ
là người đem lại giá trị cho bạn. Họ là tiềm năng của bạn. Và các bạn có muốn có tiềm năng không ạ? Các bạn có muốn có doanh số không ạ? Các bạn muốn có chức danh không ạ? Các bạn muốn đi du lịch không ạ? Vậy hãy mạnh dạn chia sẻ với mọi người để tìm cho mình những mối quan hệ phù hợp, những khách hàng, những tư vấn viên, những tiềm năng thực sự muốn này. Bởi vì họ sẽ là người cùng bạn đi đến sự thành công với Oriflame. Vì vậy các bạn hãy thử nhé. Bạn nào thử điều này bạn tin hiệu quả sẽ khác ạ. Các bạn cũng có thể là cùng với bảo trợ của mình rồi tận dụng những chương trình công ty ạ. Đó là bắp, rồi công ty cũng định kỳ cũng hay có những chuỗi sự kiện ngày hội làm đẹp. Và nhiệm vụ của bạn và downline của bạn đó là hãy lên kế hoạch mời những mối quan hệ của bạn có nhu cầu về làm đẹp, quan tâm về cách chăm sóc da và trang điểm. Các bạn hãy đưa họ đến với sự kiện mà bạn và bảo trợ bạn tổ chức. Và thông thường qua mỗi một sự kiện đó ấy, thì bác nhận thấy rằng là bác và các bạn sẽ được rất là nhiều. Thứ nhất là chúng ta được cái kiến thức ấy. Bởi vì bằng cái việc nghe bảo trợ và những người có kinh nghiệm tư vấn rất là nhiều thì các bạn cảm thấy rằng dần hiểu và tự tin hơn nó. Cái thứ hai là gì ạ? Các bạn học được cách mà người bảo trợ của mình đặt vấn đề và dẫn dắt câu chuyện với khách hàng của mình. Được cách nói chuyện, từ cách vào đề như thế này. Rồi chính các bạn cũng có cơ hội được trải nghiệm sản phẩm và chứng kiến rất nhiều những khách hàng của bạn trải nghiệm sản phẩm. Thì dần chính bạn là người có niềm tin vào sản phẩm Oriflame. Và khi bạn đã tin ạ, thì bạn sẽ không có một sự hoài nghi nào nữa. Bạn sẽ cảm thấy rằng mình vô cùng tự tin để đi chia sẻ N khách hàng. Quan trọng là họ có quan tâm hay không. Đó là một thực tế. Cho nên, khi tổ chức, bác tin rằng sẽ giúp cho các bạn có thêm khách hàng, có thêm kiến thức, có thêm những mối quan hệ, có thêm những khách hàng trung thành về sau này. Vì vậy, các bạn có thể sử dụng đó là một trong những cái cách để mình sử dụng để có thể có được những đơn đặt hàng, để sớm hoàn thành 1 cho đến 200 VP. Và các bạn chỉ cần nhớ trong điều như này: khi bạn đến Oriflame, bác hay người bảo trợ các bạn không muốn biến các bạn trở thành người bán hàng. Bác cùng với hệ thống người bảo trợ các bạn chỉ muốn giúp các bạn sớm hoàn thành 1 đến 200 VP, sớm biết cách hoàn thành 1 đến 200 VP, để rồi các bạn sẽ dành những thời gian còn lại đó để làm gì ạ? Để học. Để làm gì ạ? Để mở rộng mối quan hệ, để rèn luyện bản thân, kết nối và tuyển dụng. Bởi vì chìa khóa để bác và các bạn thành công với Oriflame đó là không phải là bán hàng, đó là xây dựng một đội ngũ cộng tác thành viên cùng làm. Và mỗi người chỉ cần tạo ra một chút doanh số và chúng ta sẽ góp gió thành bão. Hay nói đúng hơn bằng một câu nói bác rất yêu thích ạ, đó là đi một mình thì chúng ta sẽ đi nhanh hơn, đi đồng đội chúng ta sẽ đi xa hơn. Cho hỏi các bạn muốn đi nhanh hay đi xa? Đi nhanh thì hãy tập trung tổng lực để trở thành một người bán hàng và bán rất nhiều hàng. Còn nếu bạn muốn đi xa thì các bạn chỉ cần đảm bảo cái doanh số cá nhân nhỏ nhỏ đó là 1 đến 200 PP. Còn lại thời gian chúng ta sẽ dành cho việc học, làm ấm, mở rộng mối quan hệ, gợi mở cơ hội, xây dựng nền tảng nhóm, chỉ dẫn cách mọi người cái cách bán 1 đến 200 PP giống như mình để tạo ra một doanh số lớn hơn. Cũng rất là vui là cách đây 2 tiếng, 3 tiếng thì bác vừa chính thức đóng một chân 21 thứ 6 trong tháng này để bác chính thức quay trở lại với thiên đường Diamond Actor Oriflame. Có nghĩa là bác đã giữ được 6 tháng liên tục, 6 chân 21 để quay trở lại với chức danh đó là Diamond Actor. Và khi nhận cái sự chúc mừng của Tổng Giám Đốc chị Trâm thì bác cảm thấy rất là vui. Bác vui bởi vì bác có hứa với chị Trâm đó là gì? Bác sẽ làm được. Bác sẽ giúp cho những downline của bác sẽ lên chức danh Oriflame. Và cái sự thành công của
của tuyến dưới của bác cũng chính là thành công của bác. Và bác cảm thấy rất là vui. Chính vì thế mà khi nhận được sự chúc mừng của sếp thì bác cảm thấy rất là vui. Và bác cũng rất là vui bởi vì bác đang làm những điều vô cùng tuyệt vời cùng với các bạn. Tự hào vì chúng ta biết đến Oriflame, tự hào về thương hiệu Oriflame, tự hào về một cái cơ hội mà có thể giúp cho bác cũng như các bạn và rất nhiều người nữa sẽ có thể thay đổi cuộc sống nhờ Oriflame. Chính vì thế bác muốn là các bạn hãy thực sự nghiêm túc tìm hiểu về Oriflame, tìm hiểu về sản phẩm, giá trị cơ hội Oriflame để dần hiểu rằng Oriflame có thực sự là một cơ hội để các bạn trải nghiệm hết mình cũng như có thể thành công và thành công hơn Oriflame hay không. Thì cái sự quyết định đấy nó làm các bạn. Và chúng ta còn 15-20 phút nữa, nhưng chúng ta sẽ kết thúc buổi này vào lúc 10 giờ. Thì bác cũng rất là muốn là sẽ dành ra một khoảng thời gian còn lại để nếu như các bạn có những cái vấn đề cần hỏi, các bạn có thể đặt câu hỏi vào phần tin nhắn thì bác sẽ trả lời cho các bạn ạ. Vâng, các bạn hỏi đi ạ. Các bạn đừng ngại hỏi nhé. Bởi vì hỏi là cách để chúng ta có thể có thêm cái câu trả lời để giúp cho chúng ta có thể tự tin hơn, đúng không ạ? Cho nên các bạn có vấn đề gì thì xin mời mạnh dạn hỏi. Bác thì không nói rằng là bác trả lời được tất tần tật tất cả câu hỏi, nhưng mà bác tin là khá khá câu hỏi của các bạn bác sẽ trả lời được ạ. Vâng, các bạn hỏi đi ạ. Vâng, trong lúc chờ đợi câu hỏi chúng ta có thể nghe nhạc đúng không ạ? Chắc hẳn ngày hôm nay thì những chia sẻ nhỏ nhỏ của bác vừa rồi cũng sẽ thức tỉnh rất nhiều bạn tư nhân viên trong đội nhóm chúng ta. Bởi vì rất nhiều bạn đã làm rất là nhiều, nhưng mà các bạn đều thấy là công việc của mình nó chưa được hiệu quả, đúng không ạ? Vâng, có bạn đã hỏi ạ. Em đã nhờ quán gội đầu nhưng họ bảo họ không ai thích dùng ý. Thật ra nếu mà bạn hỏi thẳng như thế thì họ trả lời bạn là đúng rồi. Kinh nghiệm của Mark mà khi các bạn tiếp cận những cái tiệm làm đẹp ấy, thì các bạn lên nói chuyện họ. Các bạn hãy dành thời gian để làm ấm, hỏi han về công việc của họ, cũng như hỏi xem là họ đã nghe về Oriflame chay chưa. Và khi mà bạn hỏi như vậy thì bạn biết được rằng là họ biết gì rồi, họ lắm được cái gì rồi hoặc họ chưa. Thì công việc của bạn là phải giải thích, giới thiệu cho họ biết Oriflame là gì. Và khi họ cảm thấy thoải mái thì lúc đó bạn hãy gợi mở với họ về cái việc cộng tác, cũng như là em sẽ giúp chị có thể kinh doanh sản phẩm này. Không nhất thiết là dầu gội, vì dầu gội chỉ là một cái dòng rất là nhỏ trong Oriflame rồi. Nếu mà bạn hướng họ bán dầu gội và dùng dầu gội cho khách thì chắc chắn họ từ chối ngay ạ. Bởi vì họ đang quen dùng những dầu gội rất là rẻ tiền của hóa mỹ phẩm. Và khi bạn cho dùng sang dầu gội nhập khẩu để dùng cho khách thì thực sự nó khá là xa xỉ. Và như vậy thì chắc chắn họ sẽ từ chối bạn. Bởi vì nó liên quan lợi nhuận của họ. Mà chúng ta đang hướng đến cái việc là gì ạ? Họ sẽ kết nối với khách hàng và dựa trên nhu cầu để mình có thể là tìm ra mong muốn và bán hàng cho họ. Thì như vậy nó sẽ ok hơn. Có bạn hỏi là em có bà khách dùng cứ bị lồi mụn. Thì câu hỏi này thì bác trả lời luôn, vô cùng đơn giản. Bạn nên hỏi lại họ da họ là da gì và họ đã được tư vấn dùng cái gì. Thì bác chắc chắn rằng khách hàng đó đang dùng chưa đúng bộ sản phẩm cho loại da là một. Cái thứ hai là cách sử dụng không đúng. Bác lấy một ví dụ, có những người sử dụng là gì ạ? Họ đưa thẳng giữa mặt lên mặt, họ không tạo bọt, rồi là họ lấy một lượng kem quá nhiều, hoặc là họ đã sử dụng kem trộn trước đây rồi và da họ bị bà mòn. Thì chia buồn với bạn, họ không thể cảm nhận được cái sản phẩm thiên nhiên, bởi vì cái da của họ nó không có khả năng thẩm thấu. Thì với những khách hàng đó thì chúng ta lại thường không tư vấn về dưỡng da. Chúng ta sẽ tư vấn những dòng về wellness, dòng uống để nó tái cấu trúc lại cấu trúc da, để rồi sau đó mới tư vấn đến dưỡng da. Và cái điều này thì nó đòi hỏi các bạn phải có kiến thức sản phẩm.
Các bạn sợ là bởi vì bạn không có kiến thức, bạn không có hiểu biết, và không có hiểu biết thì đương nhiên là bạn sợ rồi. Cho nên là các bạn hãy học nhé. Còn với những các hàng đó thì bác khuyên bạn hãy hướng họ dừng lại và check lại xem ra họ là ra gì, họ đã dùng đúng bộ sản phẩm hay chưa, và tư vấn lại làm sao cho phù hợp. Và nếu tình huống là dao bị mẫn cảm thì khuyên họ sử dụng dừng lại. Và nếu bạn là người tư vấn thì bạn hãy xin lỗi họ đi ạ, bởi bạn đã sai. Còn nếu đó là một người khác thì khuyên họ rằng chị hãy dừng, bạn đã tư vấn cho chị không đúng. Sản phẩm của em không phải là không tốt mà bạn đã tư vấn cho chị không đúng. Đó, và chúng ta hãy tư vấn lại cho đúng ạ. Đó. Có bạn hỏi là em muốn anh giúp giới thiệu khi có người quan tâm ạ. Thế thì sau buổi ngày hôm nay thì các bạn hãy dành thời gian cho bác xem cái clip về kỹ năng bán hàng dưới dạng đọc hoặc nghe clip, thì bác tin là các bạn sẽ tự tin bán hàng. Còn bạn nào chưa xem cái đó thì các bạn sẽ thấy bán hàng rất là khó. Nhưng nếu bạn đã xem xong clip bán hàng đó của bác rồi thì các bạn cảm thấy việc bán hàng vô cùng đơn giản. Và các bạn thử sử dụng một số cách như bác vừa chia sẻ thì các bạn sẽ thấy là cái việc bán hàng nó dễ hơn rất là nhiều. Bởi vì trong cái clip kỹ năng bán hàng thì bác đã đưa ra quy trình rồi. Bạn tiếp cận khách hàng 6 bước như thế này. Và nhiệm của bạn chỉ cần làm đúng theo các bước đó thì chắc chắn sẽ hiệu quả. Hoặc khi bạn có những khách hàng quan tâm thì các bạn có thể kết nối chặt chẽ với người bảo trợ của mình để cùng bạn kết nối tư vấn với khách hàng. Thì như vậy cái tỷ lệ mà các bạn thành công trong cuộc giao tiếp sẽ rất là cao. Bạn Uyên hiểu chưa ạ? Vâng, có bạn nào có câu hỏi nữa không ạ? Các bạn hỏi đi ạ, đừng ngại. Các bạn xem ở chính group mà bạn đang học cái buổi hôm nay nhá. Thì trong đó nó sẽ có cái clip về kỹ năng bán hàng hoặc bài viết về kỹ năng bán hàng, nó dưới dạng topic ạ. Thì sau buổi này bạn có thể kéo lên, kéo từ dưới group lên ạ, bạn sẽ nhìn thấy ạ. Chắc chắn đấy ạ, bác đã up cái bài đó trong group này rồi ạ. Và nếu bạn bảo trợ của bạn mà thực sự chịu khó mà hướng dẫn bạn đúng thì chắc chắn là phải tăng bạn vào đó rồi. Còn nếu chưa thì đề nghị bạn là liên hệ lại bảo trợ mắng cho bạn trợ, vì không hướng dẫn mình chi tiết gì cả, đúng không ạ? Thì bạn hãy học lại thì bác tin là sẽ ok ạ. Vâng, còn ai có câu hỏi gì không ạ? Các bạn cứ mạnh dạn hỏi ạ, bởi vì bác livestream buổi ngày hôm nay và hàng tuần sẽ buổi chia sẻ, bởi vì mục đích của bác là gì ạ? Là muốn giải đáp những khúc mắc các bạn, cũng như là chỉ dẫn cho anh em những cái kinh nghiệm để giúp mọi người bán hàng hiệu quả. Hoặc sẽ có những buổi mà bác chỉ dành để trả lời thôi. Đấy, về sau này, nghĩa là các bạn có bất kể vấn đề gì hỏi, bác sẽ trả lời. Đấy là cái mà bác sẽ làm trong thời gian tới để hỗ trợ lên tinh thần cũng như là giúp mọi người hiệu quả hơn. Và bạn Phương Đỗ hỏi là cho em hỏi bộ trị nám thời gian dùng bao lâu có hiệu quả, vì khách của em thường bảo nếu không hiệu quả thì trả lại tiền, tình huống đó em phải làm sao? Vâng, câu hỏi này hay ghê ạ. Thật ra về trị nám ấy thì bác thể chia sẻ bạn này về nám chứ. Bản chất nám thì mọi người có thể là do di truyền, chiếm một tỷ lệ nhỏ. Và đa phần là phụ nữ sau sinh thì bị nám rất là nhiều. Đó là do mất cân bằng cái nội tiết tố. Vì vậy mà nó sinh ra các vấn đề về hắc tố nám. Và đầu tiên nó chỉ là những cái đốm, và sau đó lan rộng dần thành các cái nám mạc và chân nám rất là đậm. Và nám này thì bản chất là không chữa được. Cái này bạn phải nói thẳng với khách của bạn là như vậy. Còn ai nói với họ là chữa được thì bảo họ đến đó. Còn theo cái chuyên gia về da thì họ đã khẳng định rằng nám là không chữa được. Mà bạn chỉ có thể là sử dụng cái sản phẩm về đặc trị nám để nó giúp hỗ trợ đẩy cái chân nám ra, rồi sau đó hỗ trợ xóa mờ và làm cho nám nó lâu hình thành hơn. Và nám nó lan rộng thì lại có hai cái tác nhân chính. Cái tác nhân đầu tiên nó do thời tiết ạ. Thường dưới tác động của tia UV thì nó làm cho nám nó đậm lên rất là nhanh. Đấy là lý do mà tại sao mà mùa hè mọi người thấy là thường những người bị nám thì nám nó đậm hơn rất là nhiều. Còn mùa đông thì nó mờ đi. Chính vì vậy mà mọi người phải chú ý về cái vấn đề là mình phải che chắn, cũng như phải biết chăm sóc da để bảo vệ, để hạn chế tác động của cái da, của môi trường đến da của mình. Và cái tác nhân thứ hai là nhân tâm lý ạ. Những ai mà thường xuyên mất ngủ, căng thẳng, nghĩ ngợi nhiều thì nám đậm lên rất là nhanh. Và nếu bạn điều trị nám cho những khách hàng như vậy thì thực sự vô cùng không hiệu quả.
và phải nói thẳng các bạn là hiệu quả rất là thấp ạ. Chính vì vậy các bạn phải hỏi lại khách hàng về những cái nguyên nhân đó và hướng khách hàng lên có sự cân bằng để tránh những cái sự sang chấn về tâm lý, mất ngủ những loại đó, để nó làm cho nám nó tránh cái quá trình lan rộng và đậm lên. Và ngoài thị trường hiện nay thì nó có hai cái xu hướng đặc trị nám. Một cái xu hướng đó là tẩy bề mặt. Tẩy bề mặt nghĩa là như nào ạ? Có nghĩa là sử dụng những cái dòng kem trộn, nó bóc bề mặt ra, nó làm cho lớp nám mờ đi rất là nhanh. Nhưng khi họ ngừng dùng thì da nám nó lại làm cho cái da nó đậm lên rất là nhanh, và từ đấy nó hình thành các chân nám. Và đấy là lý do mà rất nhiều người đã đặc trị nám để rồi khi ngừng dùng nám lên rất là nhiều và da bị tổn thương rất nặng. Cho nên các bạn hãy nhớ rằng đừng khuyên các em sử dụng điều đó. Hoặc nếu những khách hàng đã sử dụng điều đó rồi thì các bạn chưa thể tư vấn ngay bộ đặc trị nám cho họ, mà phải hướng họ là sử dụng dòng uống và cân bằng tâm lý để một thời gian, một vài tháng, tùy theo cái mức tiếp ứng của cơ thể, khi họ sử dụng cái wellness của Oriflame đó thì nó hỗ trợ cải thiện cấu trúc da từ bên trong, thì lúc đấy bạn mới quay trở lại để sử dụng đặc trị nám được. Còn cái xu hướng thứ hai là xu hướng của những dòng mỹ phẩm an toàn. Đó là gì ạ? Đó là nó đẩy từ bên trong, nghĩa là nó đẩy chất nám từ bên trong ra. Chuyên khi dùng thì nám nó không mờ ngay, nó mất 1-2 tháng tùy theo mức độ chân nám của họ. Có hiện tượng là có thể nám đậm lên, nhưng mình cứ nói là nếu khách thực sự kiên trì, họ dùng tiếp thì sau 1-2 tháng bắt đầu nó mờ đi và nám lâu hình thành hơn. Cho nên là nếu như khách hàng đặc trị nám không thể kiên trì từ 3 đến 4 tháng thì lời khuyên của bác đừng bán. Bởi vì bán những khách hàng đó vô nghĩa. Bởi vì họ không kiên trì thì chẳng có cách thúc tiên nào để cho họ làm đẹp nhanh như thế được ạ. Bởi mình bán mình có tâm ạ. Nếu bạn bán bằng được chỉ vì doanh số thì cái người nhận hậu quả là chính các bạn. Và bác không khuyên các bạn làm điều đó. Chính vì vậy mà các bạn nên hướng họ là sử dụng và hiểu được như vậy. Và khi sử dụng đặc trị nám phải dùng đủ bộ. Họ phải có đủ bộ dưỡng và kết hợp với một sản phẩm tẩy tế bào da chết để họ làm sạch da hàng tuần, cũng như sau đó họ có một cái quá trình là gì ạ, dưỡng da hàng ngày kết hợp với các sản phẩm đặc trị nám, thì từ đấy nó sẽ hỗ trợ cho quá trình đặc trị nám hiệu quả hơn. Và để hiểu sâu cái này thì khuyên các bạn hãy vào trang huấn luyện trực tuyến hay liên hệ trực tiếp thêm bảo trợ của mình để có thể được tang cái bài để nói về đặc trị nám, để rồi các bạn có thể là tìm hiểu sâu hơn, để khi có khách hàng có nhu cầu đó thì hãy mạnh dạn liên hệ với người bảo trợ của mình để mình làm gì ạ, để mình có thể tư vấn một cách tốt nhất cho khách hàng. Bởi vì những khách hàng gặp những vấn đề đặc trị, các bạn đừng lên tự mình tư vấn mà hãy kết nối chặt chẽ với người bảo trợ của mình, bởi vì họ là có người có kinh nghiệm về sản phẩm, kinh nghiệm về tư vấn, kinh nghiệm về giao tiếp để có thể tư vấn khách hàng của bạn. Và sau đó việc của bạn chỉ đơn giản là gì ạ, chốt đơn hàng với khách, và như vậy nó sẽ giúp cho cái việc sử dụng sẽ đúng hơn và cái hiệu quả sau đó sẽ cao hơn rất là nhiều. Đó, thì đấy là cái các bạn có thể là làm theo nhé. Rồi, các bạn hỏi là anh son của Ori có chì không? Xin trả lời các bạn là có chì. Bởi vì đồ trang điểm không có chì thì không bao giờ bán được trên giày. Nhưng cái sản phẩm trang điểm của chúng ta nó được gọi là mỹ phẩm thiên nhiên, bởi vì cái hàm lượng chì ở mức cực kỳ thấp, nó không gây hại đến da. Thì đấy là lý do mà mọi người có thể là hiểu được cái đó. Còn bạn muốn hỏi về vấn đề là thử son có chì như nào thì chúng ta cũng nguyên một bài nói về điều đó ở trong group 2 ạ. Việc của bạn là liên hệ bảo trợ, gửi cho bạn bài đó, bạn đọc đi và bạn gửi cho khách nếu bạn cần. Ok không ạ? Bởi vì những cái kiến thức về mã vạch hay là thử son có chì hay không chúng ta đều có hết. Các bạn có thể là có những cái bài viết đó, các bạn có thể là tham khảo và sau đó liên hệ gửi lại cho mối quan hệ của mình và tư vấn. Thì đấy là cái mà những cái kiến thức cơ bản đấy thì nhóm chúng ta đều có trong chỗ group hết. Và nhiệm vụ của các bạn là gì ạ? Hãy hỏi bảo trợ của mình, hướng họ tang bạn vào bài đó. Đó, còn khi mà bạn hỏi lại bảo trợ của bạn không thể tang bạn bài đó thì xin mời các bạn inbox riêng với bác sẽ gửi nguyên bài đó cho các bạn. Ok không ạ? Vì cái đó các bạn chỉ cần đọc là ok ạ. Ok đúng không ạ? Rồi, bác thấy chị Huệ có hỏi bác là hiện tại chỗ mình sản phẩm chưa được bán rộng rãi, khách hàng dùng dè dặt thì lên tư vấn như nào? Thật ra thì phải chia sẻ với chị là ở đâu cũng thế.
có người dùng và người chưa dùng, họ có thể dùng hãng này hãng kia, đó là chuyện hết sức bình thường. Cái việc để chúng ta có thể trở thành đại sứ của Orpheum hay không, có thể bán được hàng hay thuyết phục được khách hàng xuôi mình hay không, thì hãy học cách thuyết phục mình trước. Bản thân chị hãy trải nghiệm sản phẩm, có niềm tin vào sản phẩm, rồi hãy mạnh dạn chia sẻ nhiều hơn đến những mối quan hệ xung quanh mình. Em tin rằng là không phải tất cả những mối quan hệ của chị sẽ đồng ý với chị, sẵn sàng cùng trải nghiệm với chị, nhưng chắc chắn sẽ có một tỷ lệ trong đó sẽ sẵn sàng cùng chị trải nghiệm, và dần dần từ chị và những khách hàng đó sẽ đưa đến khách hàng khác, và dần dần mối quan hệ của chị sẽ rộng lên. Và chị đừng quá đau đầu về việc bán hàng, bởi vì cái mà bản thân Bắc và anh em trưởng nhóm đang hướng đến cho chị và mọi người là gì ạ? Chúng ta chỉ cần tạo ra một doanh số nhỏ nhỏ, đó là 1 đến 200 PP, nó là 1,5 triệu, 3 triệu tiền hàng. Cho nên chúng ta không cần có quá nhiều khách hàng. Chúng ta không cần quá nhiều khách hàng. Chỉ đơn giản từ một số nhu cầu tiêu dùng và một số mối quan hệ xung quanh, họ có nhu cầu và chúng ta chăm sóc họ, đã là đủ để chúng ta hoàn thành doanh số cá nhân. Còn lại cái cách để gia tăng doanh số thì em khuyến khích chị hãy xây dựng đội nhóm, hãy recruit, hãy tuyển dụng, hãy kết nối chặt chẽ với bảo trợ của mình, hãy nhờ họ, hãy cùng họ để giúp mình có thể kết nối, tư vấn khách hàng, thì chắc chắn cái hiệu quả sẽ cao hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Rồi, có bạn nói rằng gì đấy, Cutebic, em tư vấn cho khách dùng sản phẩm toàn bị chê, không biết có hiệu quả không? Vâng, cảm ơn bạn, câu hỏi thú vị mà nhiều người cũng hay hỏi câu này. Thì bác vẫn quay trở lại vấn đề là bạn tin Oriflame chưa? Bạn muốn thuyết phục người khác hay là với những câu hỏi mang tính chất hoài nghi 50-50 thì cái người cần tin là chính bạn. Còn chính bạn chưa thực sự tin, stop, đừng đi bán. Bởi vì bạn sẽ thất bại, bạn sẽ chấp nhận N lời từ chối và bạn sẽ đi trước họ, bạn bỏ cuộc trước họ. Cho nên là hãy tìm hiểu lại đi ạ. Ở trong group này có kiến thức về sản phẩm, kỹ năng bán hàng, và bạn hãy mạnh dạn dùng thử sản phẩm Ori đi ạ, để xem là sản phẩm này có đáng để bạn kinh doanh hay không. Còn lại khi bạn có niềm tin, bạn có kiến thức, bạn biết cách kết nối chặt chẽ bảo trợ, thì dần sẽ có những khách hàng đồng ý với bạn. Các bạn hãy nhớ cho bác một câu nói trong ngành kinh doanh này: khách hàng từ chối là bình thường, đồng ý là may mắn. Và nhiệm vụ của chúng ta là đi tìm may mắn. Đó là hãy tập trung vào những người đồng ý, hãy tập trung vào những người quan tâm, để rồi cùng bảo trợ của mình kết nối, tìm hiểu nhu cầu và tư vấn cho mọi người, thì chắc chắn mọi người sẽ thành công. Vâng, có một bạn hỏi là em có một khách 34 tuổi, da vùng mũi là da dầu, khu khác da bình thường, nhưng bị nhiều mụn ở vùng trán. Theo anh dùng sản phẩm hiệu quả? Thật ra những bạn mà cái da này người ta gọi là da hỗn hợp, và mình xem lại là cái việc vệ sinh da của họ tốt không. Ví dụ như nếu như họ là tóc dài như bạn, mà họ thường xuyên để tóc che kín trán, và khi da họ đã bắt đầu vấn đề viêm nhiễm, thì như vậy nó làm cho mụn nó càng bị nhiều hơn, bởi vì nó làm cho da nó bị nhiễm khuẩn. Trên bạn thường bạn hãy khuyên họ là gì? Nếu mà da họ không bị mẫn cảm thì bạn phải tư vấn cho họ bộ trà xanh của Oriflame để họ dùng, để nó lấy bớt đi lượng dầu thừa và nó làm cho giảm viêm vùng mụn. Và sau một thời gian thì 1-2 tháng thì vấn đề mụn sẽ giảm đi. Bởi vì các bạn hãy nhớ rằng mụn nó không thể hết ngay. Vì mụn chỉ đơn giản là gì? Đó là do cái tăng tiết, cái cặn bã ở trong da các bạn, nó bít tắc, nó gây ra mụn. Rồi do vấn đề chúng ta lặn mụn thì nó làm cho da chúng ta bị viêm lỗ chân lông, và nó làm cho các vùng mụn nó rộng hơn. Chính vì vậy chúng ta cần phải tránh cái vấn đề lặn mụn, cũng như vệ sinh da hàng ngày và làm thoáng cái vùng da bị mụn. Thì như vậy dần dần cái mụn nó se lại và sau đó nó sẽ hết ạ. Cái này thì bạn cần nói với khách về cái việc là họ phải biết cách chăm sóc da, cũng như họ phải chịu khó uống nước và làm sạch da hàng ngày. Vì có rất nhiều bạn rất lười uống nước, mà đã lười uống nước thì nó sẽ bài tiết qua da và làm cho da mình nó dễ bị tăng tiết hơn, nhiều dầu hơn, nhiều cặn bã hơn và dễ bị mụn hơn. Rồi là cái thói quen chăm sóc da không tốt. Có những người là không có thói quen rửa mặt rồi dưỡng da hàng ngày, thì nó cũng làm cho da nó cũng dễ bị mụn và gặp những vấn đề về mẫn cảm hơn. Thì đấy, chúng ta có lên hướng khách hàng lên học cách chăm sóc làm sao cho nó đúng, đúng không ạ? Vâng, trước hẳn thì cả nhà sẽ còn rất nhiều những câu hỏi muốn hỏi, thì bác tin rằng trong những buổi livestream kế tiếp thì bác sẽ có những cái buổi chia sẻ thêm cho mọi người về
kinh nghiệm về bán hàng hay giải đáp những khúc mắc mọi người. Còn kết thúc buổi ngày hôm nay thì bác xin kết lại buổi ngày hôm nay là gì ạ? Nếu như bản thân bạn và downline của bạn muốn bán hàng tốt thì các bạn cần chuẩn bị cho bác một số điều kiện cần sau. Thứ nhất, các bạn cần có kiến thức. Mà để có kiến thức thì xin mời các bạn học đi các group hay huấn luyện công ty có rất là nhiều và những bạn đọc. Cái thứ hai là bạn hãy xây dựng niềm tin sản phẩm bằng việc hãy dùng điện. Bạn dùng cái gì không quan trọng, nhưng nếu như bạn không dùng sản phẩm thì bạn sẽ rất khó thuyết phục và tự tin để đi tư vấn người khác. Cho nên hãy thuyết phục mình trước đi ạ. Và cái thứ ba là gì ạ? Đó là các bạn phải lập cái danh sách mối quan hệ và lên kế hoạch làm ấm mỗi ngày. Nếu như các bạn không thể làm ấm mối quan hệ thì thực sự rất là khó để các bạn có được những cái mối quan hệ quan tâm. Để khi bạn đăng tin, khi bạn inbox, bạn gặp gỡ, bạn gửi catalog thì họ sẽ không quan tâm nếu bạn không có quá trình kết nối trước đây. Và bạn cần phải xác định cái tâm lý khi đi tư vấn bán hàng. Các bạn phải vượt qua một cái trạng thái tâm lý mà ngày đầu bác mới làm bác cũng mắc, và bây giờ rất nhiều người đang mắc, đó là tâm cầu lợi. Các bạn đi tư vấn, các bạn đi bán hàng, các bạn luôn hy vọng là họ sẽ mua, bạn phải bán được hàng. Và khi mọi thứ không được như mong muốn thì các bạn làm sao? Bạn thất vọng. Và đó chính là lý do mà các bạn sẽ sớm bỏ cuộc. Vì vậy các bạn hãy xác định là gì? Mình cho đi, mình chia sẻ với mọi người, mình cho đi những giá trị. Và nếu như mọi người thực sự quan tâm thì các bạn có thể là chia sẻ mọi người, đúng không ạ? Không quan trọng là mọi người mua hay không, quan trọng là các bạn chỉ cần chia sẻ. Và nếu mọi người thích, mọi người sẽ hỏi bạn. Nếu mọi người không thích thì bạn bỏ qua. Đó. Và điều kiện đủ đó là bạn phải tiếp cận khách hàng. Hãy kết nối chặt chẽ với bảo trợ của bạn. Hãy cùng mọi người có một cái sự kết nối chặt chẽ hơn với khách hàng. Chia sẻ, chỉ dẫn cho mọi người cái sản phẩm hay cách dùng phù hợp. Để dựa trên nhu cầu của mọi người thì các bạn có thể tư vấn ạ. Và khi các bạn làm được như vậy thì bác chắc chắn các bạn sẽ bán được đơn đặt hàng, sớm hoàn thành 1-200 PP. Và các bạn sẽ rằng cái việc bán hàng không còn phải là vấn đề của các bạn, đúng không ạ? Và câu hỏi cuối cùng, đúng không ạ? Bạn Ánh có hỏi là khách da khô lỗ chân lông to thì dùng bộ nào ạ? Thì bạn thể tư vấn cho khách dùng bộ của da khô. Nếu mà da không bị mẫn cảm thì bạn thể tư vấn cho khách dùng bộ Chuberfect, dành cho cái làn da thường khô. Nó vừa cung cấp một lượng ẩm vừa phải cũng như lại rất là lành tính, và nó đặc trị cho da rất là tốt. Thì các bạn có thể xem trên catalog để tư vấn cho khách. Thì như vậy nó sẽ phù hợp cho khách hàng của mình hơn. Còn nếu như mà khách thấy rằng là cái giá nó hơi mắc thì bạn có thể liên hệ lại với bác để chúng ta có thể tìm ra bộ sản phẩm phù hợp để tư vấn cho khách ạ. Vâng, chúc các bạn sẽ trở thành một chuyên gia bán hàng cho Oriflame. Và hãy nhớ nhé, cái giai đoạn từ ngày 16 cho đến ngày 23 là giai đoạn bản thân các bạn và cùng nhóm phải cùng nhau tổng lực để hoàn thành 1-200 PP ạ. Bạn nào chưa hoàn thành, xin mời các bạn hoàn thành nhé. Bởi vì chúng ta chỉ có tiền, chúng ta chỉ có thể lên chức danh khi chúng ta và đội nhóm tạo ra doanh số cho Oriflame. Vâng, xin cảm ơn. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Xin cảm ơn ạ.